Cái này là tao trả thù cho Mỹ Mỹ, em gái tao. Đây là sân chơi của tôi. Quy tắc á là do tôi đặt ra. Nếu mà ông không đồng ý á thì đứng lên ra khỏi Thiên Phước. Công ty Thiên Phước và Hưng Long là do đại ca tụi bay gầy dựng nên. Đừng cái gì cái sự ngu dốt của tụi bay mà hủy hoại nó. Thiên Phước sẽ là của tôi. Để rồi xem, rồi tụi bay sẽ trả giá cái sự công cuồng của tụi bay ngày hôm nay. Mày nghĩ cái vụ tao làm với đám Phượng Hoàng Cửu Long Thất Gia, mày thấy tao có quá đáng quá không? Đó là quy luật của cuộc đời. Mạnh thì lên, yếu thì chết. Sau này nếu tao với mày có đối đầu thì mày đừng có nương tay. Đã ra chiến trường thì phải chiến đấu hết mình. Mày làm như vậy không sợ lãnh hậu quả sau này hả? Tại sao mày không đề phòng tao? Vì tao với mày đã từng là anh em. Từ nay về sau tao với mày cắt đứt mọi quan hệ. Đường ai nấy đi. Cái kiểu gì thế? Tại sao giờ này nó vẫn còn sống? Thằng Hiếu còn sống hả? Hiếu là thằng nguy hiểm. Mình mà không loại bỏ nó thì sớm muộn gì nó cũng loại bỏ mình. Giống như cách mà nó thủ tiêu mấy ông lớn trong giới vậy. Dũng Trắng nè, mày đi nước cờ này sai rồi. Tao cứ tưởng là sau khi mày tiếp quản Hương Long thì mày sẽ làm được việc. Ai ngờ. Nóng quá mất hay mấy anh. Làm chuyện lớn mà đâu thể nào vội vàng được. Giờ này mà còn không vội vàng con mẹ gì nữa. Mày không vội vàng tới lúc nó giết cả nhà mày đừng có hối hận. Chúng mày sợ chết hả? Bắn! Này, bỏ xuống xuống đi. Bình tĩnh nào. Dũng này, bây giờ mày tính như thế nào? Cái mạng của nó cũng lớn thiệt. Hay, để tao coi lần này ai sẽ là người đổ cho mày. Đem đi giết nó. Đứng lại. Cá Kèo. Dạ. Mày đi thu thập toàn bộ hồ sơ tội phạm của thằng Dũng. Dạ. Mày có tin tức gì của bên Minh chưa? Nếu không tìm ra được cô ấy thì cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Có một bác sĩ mà dễ thương như cô chăm sóc như vậy, tôi cũng thích.
những ngày, có những giây chìm đắm trong cơn đau này, thấy nhói lòng vẫn cứ mong. Dù rằng anh không thể quên nỗi nhớ em đêm dài hơn, phải chăng anh hy vọng ngày sẽ trôi qua anh không thêm buồn. Có những lúc thoáng qua con tim em đang khóc. Anh hiểu tại sao ba con nè. Đó là Minh Minh, con bé hiền lành dễ thương lắm. Đã trễ như vậy rồi, con còn đến tìm ta có chuyện gì vậy? Sơ à, Sơ cho con hỏi, Minh Minh đang ở đây đúng không Sơ? Nó không có ở đây đâu, con đi về đi, đừng tìm nó nữa, nó không có ở đây đâu. Con biết chắc chắn cô ấy đang ở đây mà. Sơ có thể giúp con, cho con gặp cô ấy một lần được không Sơ? Được không Sơ? Sơ giúp con đi mà. Thôi được rồi, con đi theo ta. Ta chỉ có thể giúp con được đến đây thôi. Mọi chuyện còn lại là do duyên số của hai con quyết định. Con cảm ơn Sơ. Ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa đó. Thôi em không ngủ đâu. Cố ngủ đi, ngoan mà nha. Đi anh Hiếp kìa. Anh đến đây để làm gì? Anh không thích hợp đến những nơi linh thiêng như vậy đâu. Người như anh chỉ làm nơi này thêm vấy bẩn thôi. Em vẫn còn giận anh đó. Em lấy tư cách gì để giận anh? Người yêu hay là vợ sắp cưới? Em xin lỗi, nhưng mà em không thể nào yêu một người mà bàn tay của họ đã nhúng quá nhiều máu rồi. Lúc trước em thích anh vì tính tình của anh thẳng thắn, cho dù anh có là giang hồ ngạo mạn đi chăng nữa, anh vẫn có những nguyên tắc riêng của mình. Còn bây giờ thì sao? Anh không còn là Hiếu của ngày xưa nữa. Anh về đi, đừng có tới đây nữa. Minh Minh, trong cuộc đời anh, em là điều quan trọng nhất. Em hãy cho anh một cơ hội để chúng mình làm lại từ đầu được không em? Được, em sẽ cho anh cơ hội. Anh hãy buông bỏ hết tất cả mọi thứ đi. Bỏ hết tất cả sao? Anh hãy chọn đi. Một là Thiên Phước, còn hai là em. Ngày hôm đó bắn súng lệch qua bên trái một xíu nữa thì anh nghĩ em còn cơ hội đứng đây để nói chuyện với anh sao? Anh nói đi, sao em yên lặng vậy? Tại sao lúc nào anh cũng im lặng hết vậy Hiếu? Thôi được rồi, nếu mà anh chưa quyết định được thì anh đừng bao giờ tới đây tìm em nữa. Anh có điều lấy phút giây bên em lần cuối.
cớm đến thành lập ban chuyên án, có thể là nhắm vào xã đoàn của chúng ta. Vấn đề đây là tiền. Phượng Hoàng và Cửu Long Đường đã bị xóa sổ, Thiên Phước thì sắp làm phần mồi tiếp theo. Mày mà vẫn còn ngồi thường ra đấy thì trước sau gì Hường Long cũng bị đóng hộ. Người mới, luật mới, nhưng tiền chắc chắn là cũ. Vấn đề ở đây là giá trị của đồng tiền. Điều quan trọng hơn nữa là cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất rất nhiều tiền. Anh Hiếu, có chuyện rồi anh Hiếu ơi. Cửu Long Đường, Phượng Hoàng, Cá Mập, tất cả đều bị công an bắt đi điều tra hết rồi. Vậy bây giờ anh em mình làm sao đây? Cầm đi. Đây là số tiền tao đã chuẩn bị cho tụi bay. Mỗi vali có 1.000.000 đô. Tụi bay hãy cầm lấy rồi đi thật xa. Nói gì anh Hiếu? Anh muốn đưa tiền đuổi tụi em đi hả anh Hiếu? Em là thằng đầu tiên không lấy nè. Em đã đi theo anh thì suốt đời theo anh. Sống chết cũng ở bên anh. Thằng Gấu nói đúng. Nó không lấy, em cũng không lấy. Hai tụi nó không lấy, em lấy kỳ. Anh không cần tụi em nữa hả? Anh em tụi mình đi đâu là đi cùng nhau mà anh Hiếu. Tụi bay có bao giờ nghĩ đến hai chữ tự do không? Nếu sau lưng ta là vực sâu, đồng tiền lời danh vốn gì là chốn ưu mê, thì sau lưng tôi vẫn có anh. Từ nay tay tôi chẳng bao giờ buồn. Tụi mày hãy sống vì tụi mày. Tình nghĩa anh em bấy lâu nay. Đừng có sống vì tao nữa. Vốn như vậy không bao giờ đổi. Tụi mày cầm lấy và đi đi. Khi tôi lắc lối không đi. Đi đi. Không, tụi em không đi. Đi đi. Nếu tay tôi lại cạnh bên. Hiểu. Được làm anh em với tụi mày á là phần phước của tao rồi. Thôi tụi bay đứng lên đi. Hết ly này, đắng hay cay. Phút giây này mình sẽ hào bước theo đời. Có sương cùng chia, có đau cùng qua. Chúng ta là anh em. Em đi rồi đại ca làm sao? Tao tin là anh em tụi mình sẽ gặp lại nhau nếu tụi mày biết sống lương thiện. Thế nhân sinh vốn vô thường, khó trăm bề đường cùng lạc lối khôn lường. Thế nói về sau cuộc đời ta chỉ một mưu cầu, có được tri kỷ đến lúc bắt đầu. Hết ly này đắng hay cay, phút say này. Ui trời ơi, vui nhỉ, đầy đủ nhỉ. Xin chào. Chào. Chào anh Dũng. Ngồi đi Dũng. Dạ. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một tin mừng. Cái gì nói đại đi. Thiên Phước không có rảnh đâu mà kêu tới là tới. Anh Cường. Được rồi. Bắt đầu từ cuối tháng tới, cả bốn công ty Hưng Long, Thiên Phước, Phượng Hoàng, Cửu Long Đường sẽ được sáp nhập là một. Lúc đấy sẽ không còn xưng hùng tranh bá gì nữa, mà chỉ còn là một. Đó chính là Tân Hưng Long. Tao không đồng ý. Không phải là tao không đồng ý, nhưng mà tao chưa được thằng Hiếu trao con giống của công ty Thiên Phước. Nói về lý,
nó vẫn là thằng đứng đầu. Nếu không có sự đồng ý của thằng Hiếu, tao nghĩ việc sáp nhập không ổn đâu. Không ổn thì ngồi xuống đi, có thế cũng máu. Hôm nay không có anh Hiếu ở đây, mình tự quyết định như vậy, lỡ ảnh nổi điên lên giết hết tụi em, giống như đã làm với Thất Gia, chị Phượng Hoàng và anh Thiên Cửu, thì sao anh? Mọi người á, đừng có lấy lý do của thằng Hiếu mà làm khó anh. Nhưng ít ra mày cũng đem cái xác nó về đây. Nếu nó chết, tao sẽ danh chánh ngôn thuận lên đóng Thiên Phước. Lúc đó tao sẽ đồng ý sáp nhập với mày. Chịu hả? Ủa mình đi đâu vậy anh? Em tưởng là mình đi về quê mà. Anh Cường ra ngoài để giải quyết một số việc còn lại. Đừng có đi được không? Em yên tâm đi nha. Kể từ ngày hôm nay á, tao chính thức rút chân khỏi giang hồ. Sẽ không còn ai biết đến Hiếu Bến Tàu hay là người đứng đầu Thiên Phước nữa. Rút lui? Mày chấp nhận bỏ cuộc một cách đơn giản như vậy hả? Nếu như vậy á, mày không phải là Hiếu Bến Tàu tao đã từng biết. Danh vọng, địa vị, tiền tài đối với tao không còn quan trọng nữa. Kể cả cái khu này, nơi mà mày chấp nhận đổ máu để lấy được nó. Khi mà mày đứng lên đỉnh cao của danh vọng thì mày sẽ hiểu thôi. Lúc đó mày sẽ rất là cô đơn. Ngày nào á, mày cũng phải lo sợ khi mà ngày mai á, mày không biết mày chết lúc nào đâu. Mày đang dạy tao quá hả? Mày nên từ bỏ đi. Lâm Anh rất yêu mày. Mày nên giữ lấy cô ấy. Đừng để mất cô ấy như tao đã từng mất Minh Minh. Thì ra là vì Minh Minh. Mày thay đổi nhiều quá rồi đó Hiếu. Tao sắp có được tất cả rồi, tao không dễ dàng buông bỏ như vậy đâu. Mày nên nhớ, chuyện mày làm tao tin là ông trời sẽ biết. Mày nợ máu á phải trả bằng máu. Đây là tất cả bộ hồ sơ phạm tội của mày. Lẽ ra tao đã giao nó cho cảnh sát rồi, vì tao nghĩ tới Lâm Anh. Tao không muốn cô ấy mất đi một người yêu thương, và tao mất đi một người bạn. Mày cầm lấy đi. Cảm ơn mày đã trân trọng cái tình bạn này. Giữ sức khỏe. Nhưng một khi đã bước chân ra giang hồ rồi, không phải nói bỏ là bỏ được. Thằng Dũng Trắng này không còn lựa chọn nào khác. Tại sao mày không bắn tao? Tao không bao giờ bắn anh em của mình. Xin lỗi mày, tao phải bán cái tình anh em này. Chỉ cần chết, tao sẽ có tất cả, mày hiểu không? Hả? Lâm Anh. Lâm Anh, tại sao? Tại vì em yêu anh. Em không muốn bất kỳ ai làm hại anh hết. Đừng vì phút bạc lòng. Cười vui mấy phút tao có được với bóng.
đập mạnh vậy á, sao ba câu cá được? Kìa kìa ba, cá kìa, cá kìa, nhanh lên đi, không có sảy á. Cá kìa, ngồi cái đầu lên kìa, đó, đó. Ba có thấy đâu? Dạ có thiệt mà. Con đừng có giỡn với ba nha. Dù gì á, trước đây ba cũng từng là đại ca khu bến tàu đó. Đại ca là vậy con không biết, con chỉ biết siêu nhân rồi. Chừng nào ba là siêu nhân con mới sợ. Kìa kìa ba, cá kìa, cá kìa. Ô, cá có thiệt nè, có cá rồi kìa. Cá kìa. Wow, wow. Ba hay lắm. Có cá rồi. Đi về cho mẹ nấu canh chua đi. Dạ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Con với ba con được con cá đem về cho mẹ nè. Trời ơi, hai cha con đi đâu giờ này mới về vậy? Hù. Bé Dung ơi, ba câu cá về cho con nè. Anh, con nó sợ mùi cá mà. Em làm gì khó chịu vậy? Ơi ơi ơi, mà ba nói cho con biết nha, canh mẹ nấu á là ngon số 1 á. Anh á, chị giỏi biết nịnh không à. Thôi, bé Cam ở đây phụ mẹ nấu cơm nha. Có gì ba ra ngoài công việc xíu. Dạ. Ây da. Anh đi đâu đó? Anh đi ra ngoài công việc xíu thôi. Ở dưới đây làm gì mà anh có việc hả? Anh đừng có nói em á là anh đi cà phê ôm nghe chưa. Anh mà đi á hả là anh chết với tôi đó. Nè, em nói gì kỳ vậy? Có mấy đứa nhỏ ở đây á, dù sao á anh cũng là đại ca ở khu bến tàu mà. Đại ca đại ý cái gì? Tôi nói cho anh biết nha, trong căn nhà này tôi mới là đại ca đó. Đi vô thay tả cho Dung Dung kìa. Đại ca. Ủa, tụi bay mới tới hả? 5, 6, 7 vô. Con bướm xinh, con bướm xinh, con bướm đa tình. Hey. Chưa tới Tết nhất mà tụi bay hát cái gì vậy? Đại ca, bữa nay em dắt gia đình về đây muốn khoe đại ca. Từ khi em có gia đình rồi cuộc sống em ổn định lắm. Dạ. Em mới mở quán cà phê ôm. Hôm nào đại ca rảnh qua chơi cũng ăn đào bí nữa. Anh Việt nha. Chinh Chinh. Dạ. Coi lại chồng của em đi nha. Anh này sắp làm ba rồi mà còn ăn nói bậy bạ. Dạ, trời, anh biết rồi, xin lỗi cục cưng. Chinh Chinh, vậy là? Dạ. Vậy hả? Mới cưng. Mới cưng mà gia đình lục đục quá. Đâu có hòa thuận gia đình mình đúng không anh? Tụi bay đổi giới tính luôn rồi hả? Dạ thôi. Thật ra ý em á là anh cũng muốn chơi đó, qua sòng bài em chơi. Muốn ăn bao nhiêu em cho anh ăn bấy nhiêu. Lâu lâu buồn ăn em cũng được. Hey. Anh Hiếu, chơi cái chỗ của hai này nguy hiểm lắm, qua chỗ em đi. Qua quán ba em nhậu một cái là lên tới đỉnh luôn. Lên sao? Anh ơi, lên xe đi Bến Tre, nào vừa lên luôn anh ơi. Hồi nãy nói cái gì? Lên quán ba hả? Lên quán ba. Lên Bến Tre đúng không? Rồi cái gì à? Nào vừa lên luôn. Rồi cái gì hả? Là tới đó. Nào vừa lên luôn. Let's go. Tao có sẹo ở đằng sau, ở đằng chân, ở đằng đầu, giúp tao nhớ những sai lầm của bản thân cho từ nay về sau. Không phải màu đó là bài học. Cuộc đời có những nỗi sầu đó là vàng ngọc. Mong ánh sáng xuống đêm tối, năng lượng xấu qua đi. Tao vẫn ráng cố chống cự với những cám dỗ vô vị. Mày phải cố lên, nỗ lực đi qua hết khổ cực. Sẽ có tao bên mày mỗi khi đối diện cùng cực buồn bực. Sẽ phai màu khi thời gian qua, nhiều cánh cửa sẽ mở khi trái tim của mày gian ra. Trái tim thánh thiện ở trong thánh điện, giúp mày tránh, giúp mày đánh những chuyện gian tà. Quá khứ đã trôi qua không thể quay lại. Hôm nay tao không biết những chuyện tương lai. Sau lưng vẫn có tao, watch your back right. Hãy như nước bạn hiền, đừng có ái ngại. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phần chia nhiều như dòng đời. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Hãy như nước bạn hiền. Lênh đênh theo con sông kia, nhanh phần chia nhiều như dòng đời. Tìm về mặt trời, vì đời là dòng sông. Tao không thể quay đầu. Một là tao chết, hai là mày chết. Nếu tôi mà sợ, tôi không phải là hiểu bên tàu. Nỗi đau ôm bờ vai không
thể nói cho một ai bởi vì chúng ta quá khác biệt. Chết tiệt đôi khi muốn la lên, nhưng cũng bởi vì số mệnh cho nên quá khứ và cái tên tao phải dẹp cho nó qua bên. Và tao biết ở trời cao luôn có người đang nhìn xuống, miệng mỉm cười nước dâng cao và con thuyền đang chìm xuống số mệnh. Và kiếp người cứ lên đên hên xui nhưng toàn không hên. Và cứ mỗi ngày đang trôi qua liệu tình cảm này có phôi pha hay linh hồn đang lạc lối không nhà. Tao đang đi tìm hạnh phúc với đôi cánh đâm một thiên thần nơi địa ngục. Trôi theo dòng sông, mang thức lâu như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, mang thức lâu như là dòng đời. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại. Trôi theo dòng sông, không thể quay đầu lại.